Hẹn hò Tinder, một cá nhân bị đánh thuốc mê với mục tiêu ăn cắp tiền điện tử. Nạn nhân là nam và thường sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder để tìm được một nửa kia cho mình. Tuần trước anh đã gặp được một người ưng ý, xem qua profile thì anh có thấy tiểu sử của cô là một trader tiền điện tử. Chính điều này đã hấp dẫn được anh và anh quyết định nhắn tin cho cô vì hiếm khi gặp được ai đó khác giới mà lại quan tâm đến tiền điện tử. Với mong muốn tìm được điểm chung thì một trong những tin nhắn đầu tiên mà anh gửi đến cho cô là đề cập đến việc anh cũng là một trader crypto. Sau đó họ quyết định gặp mặt nhau tại một quán cà phê. Cô kể cho anh nghe việc bố mẹ đã mua cho cô ấy với giá 30.000 đô la. Sau đó họ đi dạo và cuối cùng về nhà chàng trai để uống rượu, nhưng cô lại thích cả hai cùng nghe nhạc hơn. Khi chàng trai này đi vào nhà vệ sinh thì người phụ nữ này đã tẩm thuốc mê vào đồ uống. Đây là loại thuốc nổi tiếng là gây ức chế và mất trí nhớ. Ký ức mờ nhạt còn lại của anh về người phụ nữ là cô ta đã cầm điện thoại của anh và yêu cầu anh mở khóa và mật khẩu. Mặc dù biết rằng có gì đó không ổn nhưng anh vẫn không thể làm gì được. Sau khi tỉnh dậy vào hôm sau thì anh phát hiện điện thoại của mình đã mất và tất cả tài sản như tiền mặt, thẻ, giấy tờ tùy thân trong ví vẫn còn nguyên và không có đồ giá trị nào trong nhà bị đánh cắp. Nghi ngờ đây không phải là trộm cắp thông thường nên anh bắt đầu kiểm tra các tài khoản khác nhau từ laptop và phát hiện ra các giao dịch mua tiền điện tử từ ngân hàng của anh, thậm chí là đã bị rút BTC. Người này đã cố gắng xóa sạch các tài khoản tiền điện tử của mình một cách có hệ thống. Có vẻ cuộc tấn công này không phải chỉ được thực hiện bởi một người phụ nữ mà anh ta gặp. Rất có thể cô ấy đã giao điện thoại cho một nhóm tội phạm để thực hiện công việc rút cạn các tài khoản khác nhau của anh ta càng nhanh càng tốt.